Thì TT vẫn hoạt động bình thường, bán hai địa điểm, thành phố và Tây Ninh. Đó, thì nơi Tây Ninh á, thì có tất cả bà con cô bác á, nơi đây cũng ủng hộ nhiệt tình nè, vui vẻ nè. Đó, thì anh chị em cũng vui vẻ để gặp TT phải không chị? Nãy giờ có coi em livestream không? Có luôn phải không? Thật ra là bà con cô bác nơi đây chủ yếu là gặp TT vui vẻ, đến được ăn ủng hộ những món ăn giống như chân gà, bò viên, chà tắc nè. Đó, ăn rồi mua về nữa đó, thấy chưa? Đã uống sảng khoái. Rồi đây bữa nay đi hai mẹ con hả chị? Hai dì cháu. Vậy mà coi chị bao nhiêu năm rồi? Mới coi gần đây thôi, mới biết TT thôi. Trước đó là chưa biết đâu, chửi TT không à. Bữa nay mới khen. Hả, có hả? Ở lộn, bữa nay không có chửi. Mấy bữa trước chửi không, không có chửi luôn. À, chỉ coi thôi phải không? Cho hỏi tí xíu coi món ăn ngon không? Ngon phải không? Trà ngon không? Lạ không? Lạ dễ thương quá ha. Má bảo kêu chú muốn lột áo ra luôn. Dạ ngon, ngon. Dạ chú, cảm ơn. Xô ghê luôn á. Con mình làm gái quá trời luôn. Đẹp cỡ này mà bảo kêu mình bằng chú trời là trời. Xô chứ vậy trời. Sao kêu bằng chú Thi vậy? Ê, chú Thi. Chú Thi Thi. Gì cơ? Ủa đi học mới về hả? Rồi học về, nãy giờ có coi livestream không? Dạ mới về. Mới về hả? Thấy chị dễ thương không? Dễ thương, đẹp không? Đẹp không? Có mua trà uống không? Dạ. Mấy bữa nay có vô nói thầy giáo không? Cô giáo gì không? Dạ. Có vô khen với trò thầy giáo nói TT về để bán không? Ở trọng thầy giáo hả cô? Dạ. Cô hả thầy? Dạ thầy. Thầy hả? Ủa đẹp trai không? Dạ. Có vợ chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Bự con, cao to bự không? Ngon không? Dạ bằng cô. Bằng cô vậy đó hả? Ủa đẹp trai vậy? Thầy nào mà giải chẳng bằng Tây Ninh nó nhớ gặp em ghé em chơi nha. Em Mimi nha. Cảm ơn nha. Ngày mai đi học á, nhớ thông báo với thầy nói gì nè, có chị TT dễ thương lắm, chưa có chồng, thấy không? Kêu ông lại đây, vui vẻ nha chưa? Rồi cảm ơn con nha, con chụp hình cái gì? Chụp lấy máy ra đi. Trời ơi đúng luôn, con bé này đáo để thiệt, 10 giây đúng luôn. Cười kiểu này rất là sướng chị quá, 8 triệu một cái đó. Nó quay, đúng 10 giây luôn. Trời ơi, khách vô chấn động luôn rồi kìa. Rồi ông xã ơi, đẹp trai vậy, đến đây nè ông xã. Con chị á 13 tuổi hả? Rồi chụp hình luôn, có 13 tuổi ba cũng khoe con bả nữa kìa. Em đi về nha. Rồi cảm ơn con nha. Sắp tới nhớ uống trà mỗi ngày nha chưa? Dạ. Có nhiều tiền mẹ cho uống hết. Rồi cảm ơn nha. Thôi cảm ơn mọi người nha. Rồi nhóm này đến từ đâu vậy mọi người? Từ công ty luôn hả? Rồi bữa nay làm công ty ra sớm như vậy. Đây đi chung với nhau phải không anh? À xin nghỉ hả? Xin nghỉ ra thăm em. Ủa anh này mới thấy bữa nè. À. Bữa nay thấy nữa nè. Trời ơi, dễ thương quá à. Bữa nay mọi người ăn món ăn uống trà cái nào ngon nè. Sao không thấy ai uống trà đỏ gì? Uống trà xanh không hả? À, thích màu xanh hả? Màu xanh là màu mát mẻ đó. Tối nay mát mẻ hai đứa mình vui vẻ luôn nha. Có anh nào đẹp trai chủ công ty gì không? Vợ kết hợp cho em coi, giới thiệu cho em đi. Anh nào cũng được. Tháng làm 15 triệu đủ ăn rồi. Anh này được, anh này làm gì? Công ty bao bì luôn. Ông xã ăn gì vậy ông xã? Đẹp trai gì trời? Menu hả? Rồi menu có nè. À, chân gà rút xương. Nè giờ có hai đào này phục vụ anh được không? Đó. Chân gà rút xương nè. Ăn cái chân gà đi, hai người với hai ly trà. Với cái bò viên. Rồi em ơi, cho cái bò viên ăn ở đây với lại cái chân gà đi. Cái đồ giả giả đó 12 giờ đêm anh giả em. Rồi xong rồi bắt đầu mình lấy ra mình ăn. Ôi đẹp trai quá, tính ra Tây Ninh, trai Tây Ninh sao ngon ngon quá ha. Mà mấy bà này không biết gà trai Tây Ninh. Cho cái chân gà, cái bò viên với hai ly trà. Cho hả, Củ Chi hả? Củ Chi chạy xuống đây luôn. Đã, thành phố chạy xuống đây luôn. Bởi vì quán ở thành phố ếm bà nội luôn. Kiết ra xuống đây không à, tao không ăn thành phố nữa. Em ơi, hai anh nè. Coi coi chỗ nào trống trống nó đưa ảnh vô đi. Đó, cho anh ăn chân gà đi rồi đưa. Có vợ chưa? Thôi mấy bà ơi, nào mà vợ ảnh đừng ghen nha. Rồi nè, hai người thưởng thức chân gà rút xương ngâm xả tắc với lại bò viên chiên. Nhưng mà có một cái gì nè, mọi người đến đây ăn á, biết sao không, thông cảm đi, đông quá phục vụ không kịp. Cho em xin tính tiền trước luôn nha. Quên nữa, mê ảnh mà quên phải tính tiền trước. Rồi 175 ngàn. Tính tiền đi, tính tiền đi bạn, hồi quên lấy tiền hết bán hồi thấy hết giấy vốn luôn. Thông cảm. Chị ba ba, vui vẻ đi. Đó, cảm ơn anh nhiều nha. Ở đây là Tây Ninh Chẳng Bàn, phục vụ mọi người ăn chân gà massage. Ê anh này anh chịu rồi nè. Chút nữa lấy số nha, được nha. Đó, được không anh? Ngon không? Kèo thơm lắm đó. Mồi thơm luôn. Ê anh ăn chân gà thôi, anh không ăn bánh bao. Mày cứ đưa bánh bao anh hoài. Anh ăn thử coi ngon không? Anh ăn thử đi.
Đó. Rồi cảm ơn hai anh nha, nãy giờ vẫn chơi thôi. Nếu mà vợ hay người yêu có thấy đừng ghen nha mấy bà. Chị em nhau không à, chị em tắt đèn có nhau. Chị em chia chồng nhau mà xài. Mọi người kêu cơm cháy ăn không à. Cái cơm cháy Trà Bông á rất là ngon. Cái cơm cháy Trà Bông quán Thi Thi á thơm ngon lắm, nực nồng luôn. Bởi vì mọi người ăn cơm cháy là hợp ý luôn. Cho nên là nhiều khi rảnh rỗi á mấy anh chị kiểu như là làm việc cũng mệt mỏi căng thẳng. Cho nên là nhiều khi đến quán mà gặp được Thi Thi rồi vui vẻ lên liền à. Đó, cái ngày mới mình đi làm tiếp phải không anh? Đó, mình vui vẻ mình làm tiếp mình có động lực. Còn khi mà mình không vui vẻ cái đầu mình làm mà mình xìu hoài mình làm đi không nổi. Rồi ra ngoài luôn, Trà tắt trứng gà quá trời luôn nè, mới về hàng thành phố nè. Nè đổ nước đá lên. Đổ đá lên. Bữa nay á Trà tắt mới về nè mọi người ơi. Ôi ôi nực nồng luôn. Chấn động ngày hôm nay luôn, Trà tắt nè thơm ngon nực nồng luôn. Đây em gái Cẩm Duyên, chuyên gia phục vụ múc trà đá. Múc trà tắt bán cho mọi người nè đó. Đây Trà tắt thơm ngon nực nồng Thi Thi luôn. 15 cành hoa luôn. Rồi bây giờ quay ra ngoài nha, gặp khán giả nè. Quá trời chân gà bò viên mới về luôn nè. Khán giả ngày hôm nay thì sẽ có anh chàng đẹp trai này đi. Anh đi với ai vậy anh? Đi với vợ. Đi vợ, không có vợ rồi hả bà? Đâu vợ anh đâu? Sao mà anh lấy vợ sớm như vậy? Anh có vợ rồi, vợ anh ghen. Cho mượn chồng bà ôm tí coi bà làm gì dữ vậy bà? Chụp bôi hình luôn, vui vẻ luôn. Trời, đi làm công ty mới về hả? Mới về. Mới về công ty ra ca chưa? 4 giờ. 4 giờ ra ca. Trời ơi đẹp trai quá à. Bữa nay mới đến phải không? Mới đến. Hồi nãy giờ có xem livestream em không? Có. Có phải không? Bữa nay có chân gà rút xương ngon lắm, sao không ăn chân gà? Dạ, ăn chân em. Vợ ăn gì rồi vợ kêu đi bà vợ. Trời ơi. Rồi chụp luôn. Cảm ơn chị nha, đừng ghen nha bà. Mượn chồng ôm tí xíu thôi, có con chưa? Trời con chị lớn rồi à, vui vẻ nha. Rồi. Bữa nào mà không có vợ thì lù lén với em. Minu Mina, vui vẻ. Em thích cái vui vẻ lắm. Rồi cảm ơn anh nhiều nha, đẹp trai quá ha, dễ thương quá à. Làm công ty lâu chưa? Được năm mấy rồi. Được năm mấy rồi? Ở đâu đến mà làm công ty ở đây? Châu Thành. À, dễ thương quá ha, vậy là mọi người cưới nhau rồi lên đây làm luôn. Như làm công ty đây ca vui không anh? Cũng được. Cũng được phải không? À, lâu lâu nhớ ghé em uống trà tắc nha. Cảm ơn anh chị nha. Về đừng ghen nha bà nha, cảm ơn nha, cảm ơn nha. Sắp tới kêu mẹ bằng mẹ đi nha con nha. Cái địa điểm á tại Trảng Bàng Tây Ninh á là đây là nghĩa trang liệt sĩ An Tịnh ở Trảng Bàng đó. Thì tất cả anh chị em đi từ cái cổng chào Tây Ninh cách lên tới đây cỡ 50m tới 100m à. Đây nè là khu công nghiệp 2, cái cổng khu công nghiệp 2 thì chạy đến đây là thấy một cái quán Thi Thi hoành tráng ở nơi đây. Tất cả anh chị em đến ở đây thì uống trà tắc, chân gà bò viên, có thể gửi xe ở đây lâu lâu giao lưu. Chị mới làm về hả chị? À, mới làm về, nãy giờ có coi livestream không? Không. Không. Vậy là bữa nay là mới đến gặp em thôi. Bữa nào uống ngon uống hộ nữa nha chị nha. Cảm ơn chị nhiều. Rồi. Anh muốn gì vậy anh? Một phần gỏi mang về. Thì tất cả anh chị em đến ở đây á, phục vụ tất cả anh chị em từ 8, 9 giờ sáng cho đến 22 giờ đêm. Thì mọi người cũng thông cảm đi, vì cái nhà nó quá nhỏ, cái quán nó quá nhỏ, mà cái menu nó hoành tráng quá. Cho nên tất cả anh chị em đến ở đây không có chỗ để ngồi. Mọi người cũng thông cảm. Rồi chụp hình luôn. Thì cũng xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em rất là nhiều và luôn luôn em mến. Nói chung ra có điều gì đó sai sót thì mong rằng mọi người cũng thông cảm giùm nha. Đó, rồi anh này chở xe tải lại luôn. Đẹp anh đây. Dạ người đẹp. Lên đây. Đi mua gì? Nấu gì? À, gì hả? Bà này là bà bán chim kế bên. Đó, bà nói có con trai đẹp trai bán chim. Bữa nay bà nghỉ bán chim mà bán khóm luôn. Đó, ủng hộ bà luôn. Hello anh, đi đâu vậy? Về. Đi về hả? Về đâu? Có vợ chưa? Chưa. Có gia đình chưa? Chưa. Có bạn gái chưa? Rồi nãy giờ có coi livestream em không? Có. Có hả? Rồi mua gì vậy? Rồi sao mua không hỏi đi chơi đi mà sao gấp đi về vậy? Rồi có vợ gì không? Có đi làm công ty không? Không. Lấy em về đi, em làm vợ anh nuôi em. Làm lương tháng nhiêu đưa cho em hết nha chưa? Anh làm nghề cắt tóc hả? Không có cắt tóc, anh làm nghề xăm hả? Làm nghề gì? Phi công hả? Anh làm nghề phi công, nghề xăm, vui vẻ. Giờ đi về hả? Thôi ghé chơi nha. Cảm ơn anh nhiều nha. Ngồi vợ anh nó ghen anh á. Không có vợ hả? Cảm ơn anh nhiều nha. Bữa nay cái bà bán chim kế bên nè. Bà bán chim xanh, chim cò, còn bà bán nước. Mẹ bán nước bán bánh được không? Bữa không có bán bánh cái mình về đây bà bán bánh luôn. Đó. Có nước uống không bà nội? Cho nước uống thôi không độ đi. Kìa ông xã kìa, chắc chồng em kìa. Ông xã ơi. Ê. Ông xã. Ghét ghê. Ông xã ơi, nhớ lâu lâu đi ngang đường ghé thăm em nha. Ok. Rồi có đi ngang đường mà đi về thành phố rồi chở em đi về luôn. Okay.
mình để xe ở đây đi, bắt đầu cái nó gọn gàng, cái mình bước vô mình mua, cái mình ngồi mình chơi này nọ đó, cũng vui vẻ. Nói chung là tất cả anh chị em đến ở đây cũng vui lắm, dễ thương lắm. Mua đồ ăn đồ uống này nọ thì cũng đỡ. Đó. Thì thật ra là nơi đây là có nhiều người phục vụ tất cả anh chị em, mình có thể mua gì cũng được. Đó. À, địa chỉ nhà Ti Thi thì có ở nơi đây, mọi người cũng dễ tìm. Đây nha. À, quý vị bà con các bác ơi yêu mến Ti Thi, thì cá sống thì nhờ nước, Ti Thi sống thì nhờ tình thương của tất cả anh chị em mình. Thì tiếng nói của Ti Thi luôn luôn lan truyền cho tất cả anh chị em mình đến ủng hộ. Thật ra là phục vụ tất cả anh chị em mình á là phải cho ngon, với lại nhiệt tình, vui vẻ. Đó. Đặc biệt tất cả anh chị em mình đến yêu mến thì mọi người cũng thông cảm. Nếu trường hợp gì sai sót hoặc là phục vụ tất cả anh chị em không được nhiệt tình thì mọi người cũng bỏ qua. Rảnh rỗi thì ghé nhớ ăn gà nha, uống trà này nọ nha mọi người nha. Vui vẻ là được đó. Rồi mọi người ơi, em về chẳng bàn, em bán, em phục vụ khách rồi em đi về Tây Ninh luôn. Vậy rồi đi anh ơi. Mở cho anh cái vui vẻ nha. Vậy nha. Rồi về nhà okay. Xong bắt đầu cái anh coi em vui vẻ nha, nhớ chia sẻ ra nha. Ủa anh đi từ đâu vậy? Từ đâu đến vậy? Đã ở Tây Ninh. Ở Tây Ninh luôn hả? Rồi từ Tây Ninh, từ thành phố Tây Ninh luôn hả? Đúng rồi. Anh ơi nãy giờ em ngồi trên anh cái gì mà nó đâm em nhờ, giờ lũng thịt rồi nè. Lũng thịt rồi, anh đền em đi, em bắt anh đền em. Quá trời quá đất luôn rồi. Rồi mua gì? Mua trứng gà đi. Mua trứng gà rút xương đi. Bò viên chiên thứ món đi, trứng gà với lại bò viên thứ món với ba ly trà. Đó, vui vẻ. Minu Mina nha, cảm ơn anh nha. Dễ thương quá à. Từ Tây Ninh mình đi lên đây mua đó mọi người. Vì cái sự yêu mến mà phải chạy từ đằng xa hết 10 lít xăng. 10 lít xăng lên đây đổ đi uống trà Ti Thi tại trang ba. Thôi bây giờ em quay vô không gian nè. Chị ơi chị, chụp hình hả? Và chị đến từ đâu? Chị gần ở đây hả? Rồi mấy bữa nay chị đến không gặp em, bữa nay chị đến hả? Bữa nay thấy là chị mới đến. À bữa nay thấy là chị mới đến đó. À, chụp đó. Đó, dễ thương, dễ thợ, nhiệt tình luôn. Tối nay có live show nuốt lưỡi lam. Rồi chị nãy giờ chị ăn cái chân gà này chị thấy ngon không? Ngon quá. Ngon hả? Cái nước chấm ngon không? Nhưng mà giờ chừng nào có gỏi? Cái gỏi ngày mai, mỗi ngày là phải từ 12 giờ trưa. Với lại một cái nữa buổi chiều là phải từ 6 giờ chiều. Đó. Mà đúng 6 giờ chiều thì nghe bán 10 phút là hết gỏi. Đó. Ồ đang nắng tinh về luôn. Bà dễ thương quá, bà nhiệt tình vậy đó. Yêu idol dễ sợ luôn. Hả? Xem không hả? Bữa nay thấy em dễ thương không? Đẹp không? Đẹp hả? Đẹp hơn trong hình luôn. Ôi dễ thương, có con trai không bà? Bốn đứa. Vì một cái nơi địa điểm á nó hơi hẹp tí xíu thì mọi người cũng thông cảm nha, đến ủng hộ vui vẻ. Và đặc biệt nữa tí nữa là ở chồng em chở nước đá lại rồi kìa. Rồi chở mỗi ngày luôn hả? Sắp tới chở nước đá lại, chở vừa vừa thôi, chở nhiều quá bị đổ bể. Rồi có vợ chưa? Rồi sao em anh kết hợp đi về nhà hai vợ chồng mình bán. Em bán trà, anh bán nước đá. Được không? Ê đẹp trai ha. Thơm không? Ngon quá em ơi. Chiều nay khỏi ăn cơm. Ăn ảnh thôi, được không? Rồi anh ơi, ê nó nghe nè, anh chở này cho anh chở cho người ta vậy? Chở cho người ta. Tụi nó anh chở cho anh, bữa nào em lấy xe anh nè, chở 12 đứa nhân viên đi chơi. Ghét ghê, cảm ơn anh nha, đi vô nè ba ơi. Rồi, bây giờ sau đây thì mọi người hãy đợi Ti Thi trong chương trình tiếp theo.